trong cái lúc mà khởi công xây dựng đó thì mới phát hiện ra là vợ của mình bị ung thư, cho nên ông rất là đau buồn. Và những ngày cuối đời của bà thì ông đã sống với bà những cái khoảnh khắc đó, và chỗ đó nó đã được gìn giữ cho tới ngày hôm nay. Mặc dù nó là một cái câu chuyện mình nghe rất là buồn, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa là một người chồng rất là yêu thương một người vợ đã chung thủy chung tình và vẫn giữ gìn nó cho đến nên cái câu chuyện đó nó sẽ có một cái thông điệp là các chú ơi, các chú trên xe này còn một người phụ nữ đang đi bên cạnh mình, đang ở bên cạnh mình cuộc đời, các chú phải thật là trân trọng và thật là trân quý người phụ nữ đó nghe các chú. Dạ, đâu chú nào còn các cô nắm tay lên coi. Đâu, chú nào còn các cô nắm tay lên, chú quý nó dịch nắm tay bà nào. Là sao chú, mỗi lần mà cô đi đâu là chú thấy sao? Còn nếu mà ý là chú nói cái câu chuyện nãy là chú mà đi đâu vắng là cô làm sao? Dạ.